háo thương ngủ ngụt và giá xin cầu Park Lê Sập Ít. Bác Hồ tá Bắc Bó Cao Bằng Lân Tân Trào Tuyên Quang trực tiếp lãnh đạo cách mạng. Chị đời xin giản tín dâu Tân Trào Tuyên Quang. Nè mây óc cho sự kiện lịch sử tranh hòng cách mạng Việt Nam. Bên tái ăn lãnh đạo hòng Trung ương Đảng xin nương Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hội nghị là nôm hòng Đảng quyết định tổng khởi nghĩa áo thoa tranh quyền để là nôm Lào. Quốc dân đầy hồi Tân Trào cho công vinh tranh tiêu quyết định vận minh hòng triệt sục đáy hơi óc do bị tôm đấy. Nói đến Tuyên Quang là ta nhớ đến biết bao nhiêu kỷ niệm cảm động. Các lần Tuyên Quang xin cảm ơn khải lây kỷ niệm cảm động. Nhà thân liên còn công vinh hòng Bắc Hồ hòng Đảng Lào. Lưu Khải Phân, tá Lốc Công còn khởi nghĩa, còn cách mạng quen ngột. Tuyên Quang xin mời tình là đưa, tên Bác Hồ nể giàu trí cao phong trào cách mạng. Tuyên Quang xin mời Tân Trào, tên hỏi học hội nghị quốc dân đầy hùi, hội nghị là nung hòng Đảng. Xin quyết định tranh tiêu áo lần cách mạng quen ngột và giặt xin cầu Park Lê Sập Á thành công. Dắt bùi cách mạng vĩ đại đầy thế kỷ nghi xếp. Tuyên Quang xem tên Trung ương Đảng, Chính phủ, sau Hồ Chủ tịch nẻ trí cao cùng với kháng chiến Trường Kỳ, Cón thực dân Pháp, Bận Tây Ngây, Sĩ An toàn khu mời Định hóa Thái Nguyên, Sĩ cơ quan Hồng Đảng, sau Tổng Tham mưu. Tuyên Quang xem tên Mày Lai tên cục vịch Hồng Trung ương, Chính phủ, là nôm lao khởi nghĩa tỏ tây Cón Pháp, với cặn, Lốc Công Cáng Lân. Đảng bộ Sòn Dân trên sục Tuyên Quang mới tự hào tranh xen tên dư cục đôi thêm truyền thống cách mạng Hồng Đảng đầy lại giang bày lịch sử tranh ta cách mạng bay một lần tỏ tay cón thực dân Pháp lần sọc lầy hòa bình ảo thoại trong bước ngoặt lịch sử quan trọng từ cách mạng tháng 8 từ kháng chiến chống thực dân Pháp cho đến sau này hòa bình lập lại. Tộc làng thắng lây hòng cách mạng pen ngột là nôm lao dần hớn nàng lộp đàn hó xì xài cả Lốc Công tự tòi ná cón lại ăn nừng phù bánh đai địch bánh nọc đời chồng nghĩ đấy lưu là nôm lao kháng chiến cón lanh săn thà lào khánh lưu từng nhất đinh mấy chiêu mất lăn nôm lao sao nhất đinh mấy chiêu cục nô lệ Tân Trào Tuyên Quang phan vinh dự đài bao cô bật thèm kẻ nào đảm nhân trọng trách lịch sử hòng lao si thủ đô kháng chiến ngày 5 tháng 11 thì bác là viết những công việc cần kịp lúc bây giờ và nhìn sau há sẽ bền ngụt, Bác Hồ nể lý cho công vinh được cục Lốc Căn, sau làng can xì hội nghị vạn phúc quyết định pin hùng kháng chiến, tộc làng bùi họp Bác Hồ xì cáng còn lao. Bắt kháng chiến là nôm xài ca hỏi ọc, sư ao tước ngấm, Hà Nội Lào dư đáy khải là nơi, cầu này bòi sần. Thưa Bác Hồ, dư đáy rất bân, từng sóc lầy căn phân dư đáy loang bân. Bác Hồ cáng, nàng bày cho thanh phố các, cầu bòi sần, sư đến nơi hơn, Bác Hồ văn sam. Nâng căn pê nung do vùng pê nung bản mương cục nà nâng lây, cầu cái. Do cho tên bản mương cục nà lào dư đế liệu. Bà Hồ ngấm lắc lốc, sư phan cả còn lao. Nâng căn lào phan vai thòi Tân Trào. Trầm ngâm một lúc rồi nói, thôi được, ta trở lại Tân Trào. Dầu Tuyên Quang, sào chiến khu Việt Bắc. Chủ tịch Hồ Chí Minh nảy ký lại sắc linh, lại chỉ thị tranh tiêu lãnh đạo công cuộc kháng chiến kiến quốc. Tuyên Quang, thủ đô khu giải phóng, an toàn khu, căn cứ địa chiến lược xây đáy quốc song, trọng trách tranh, dư an toàn, tá Chủ tịch Hồ Chí Minh, sao Trung ương Đảng đòi cách mạng bèn ngột sau kháng chiến cón thực dân Pháp xâm chiếm. Tuyên Quang xin bản an ten lãnh linh, an ten lý mốc lang hòng Đảng, xin nâng cổng vịch cách mạng hòng triệt sục Lào, nâng lang an tao lưới đôi. Thủ đô khu giải phóng, thủ đô kháng chiến. Đảng bộ tranh quyền hờn dân trên sông lánh Tuyên Quang, si đang khí thêm lại trang sử, con móng tắng cục mạnh là nùm lao, mày si đêm nghìn càng hèn phóc hơn.